Hello, mình chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh sáng tạo vlog. Video tiếp theo hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các em cách làm lồng đèn tí hon bằng chai nhựa ha. Các em xem thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ bật chuông để được thông báo đón xem những video tiếp theo ha. Cảm ơn các em. Chúc các em có một cái Tết Trung Thu vui vẻ và tràn ngập tình yêu thương